Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về cặp bò mới nhé. Hàng gây lái rất là đẹp luôn. Con này nó thuộc về dòng man đầu trụi nhé. Đấy, con này thì là đã đẻ sang lứa thứ hai. Lối rất đẹp luôn. Em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo. Nếu bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây, con mẹ của nó này, nó đang nuôi con con này. Đây, con con của nó này. Đó, con con là 3B cái nhé. Nhưng con này thì ngày mai các bác làm lái lền rất là đẳng cấp luôn. Vì nó thuộc của con mẹ man tầm đại cho nên là các bác nuôi thì gây lái rất là thích. Đấy, lối cao trường dài. Đây, con con rồi này, con con này là được gần 4 tháng rồi nhé. Con mẹ này là con này là được 3 tháng 20 ngày. Đấy, con mẹ này là lấy giống là được 2 chu kỳ nhé các bác nhé. Đấy, qua 2 chu kỳ rồi không thấy đi giống nữa, rất là chuẩn luôn. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, bác nào yêu thích hàng man đầu trụi thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Ưu tiên cho bác nào mà đây, em quay chi tiết lại cho các bác xem một lần nữa. Con bò man, cặp bò man nhé. Đây, đuôi dài chấm đất. Con này thì chiều cao nó rơi tầm cửa trên 1m4 nhé. Đấy, nó thuộc về hàng rất là tầm đại luôn, cao trường dài. Nó đang nuôi con cho nên là nó hơi dẻo mình. Đây, con con này rất đẹp luôn nhé. Đây, con gớt nhé. Đối cực kỳ đẹp luôn. Con này thì con chửa là hơn 8 tháng này, bầu sữa bùng. Đấy, em quay chi tiết để các bác xem từng con và báo giá từng con để các bác tham khảo nhé. Bác nào mà yêu thích hàng lái lền đẹp thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây, con bò này có giá là bằng 30 triệu bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. Đấy, con bò Angus này nhé. Đấy, con Doctor, quên mất, xin lỗi các bác, con Doctor nhé. Đấy, đẹp long lanh luôn. Đấy, chửa 8 tháng hơn. Đấy, con này có giá là bằng 30 triệu bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. Đấy, cặp bò này thì con mẹ thì rất là trẻ bò. Đấy, nó đang nuôi con sữa cực kỳ mát luôn nhé. Đó, bầu sữa này. Đấy, rất là đẹp luôn, không một lỗi vết gì luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng man đầu trụi thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cả bò này nhé. Đó, cả bò rất là đẳng cấp luôn. Cả bò này thì có giá là bằng 50 triệu bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả hai con này. Đấy, thì em sẽ giảm cho các bác vào phí ship nhé. Đấy, hàng gây lái rất là đẳng cấp luôn, đẹp long lanh luôn nhé. Đấy, mua những cặp bò như này về các bác nuôi thì khỏi phải suy nghĩ luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, con mẹ đã lấy giống qua 2 chu kỳ nhé, không thấy đi lại nữa nhé. Đấy, rất là ok luôn. Con con đấy đẹp tuyệt vời luôn. Con này ngày mai các bác làm lái lên luôn được nhé.
Đấy, bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, một con doctor chữa này, và một cặp bò man đầu trụi nhé. Đấy, con là 3B cái, đẹp long lanh luôn. Đấy, toàn hàng dây dái rất là đẹp luôn. Bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả hai con. Đấy, em báo giá lại từng con nhé. Cặp bò này có giá là bằng 50 triệu này. Đấy, quá đẹp luôn. Giá rất hợp lý luôn nhé. Con mẹ nó thuộc về hàng tầm đại. À, đầu. Đấy, rất là ngốp luôn này. Đấy, quái chuẩn hết, không một lỗi vết gì luôn nhé. Đấy, mua những cặp bò như này về các bác nuôi thì rất là thích luôn. Con mẹ con này, con mẹ lại lấy giống được hai chu kỳ rồi, rất là ok rồi. À, con ăn rốt đi. Đẹp long lanh luôn. Đấy, con này thì chữa là hơn 8 tháng rồi, bầu sữa buông hết này. Đó, con này thì nó thuộc về hàng siêu VIP rồi nhé. Đẹp tuyệt vời luôn. Đó, để sang lứa thứ ba. Hai lứa này đang chuyển lứa thứ ba nhé. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng nào thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả ba con này nhé. Toàn hàng gây lái rất là đẳng cấp luôn, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Chào các bác. Các bác xem thì nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất từ kênh của Phương Bò nhé. Đấy, để tuyển chọn được những con giống nó đẳng cấp về để chăn nuôi nhé các bác nhé. Đẹp tuyệt vời luôn. Chào các bác.